Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam một lần nữa xin trân trọng kính chào quý vị. Và trong chương trình Di sản Việt hôm nay, cùng với giáo sư Nguyễn Châu, chúng tôi mời quý vị đi có thể tìm hiểu một cái hiện tượng, một cái sự kiện, một cái công việc mà nó xảy ra hàng ngày trong đời sống của mình, mà có khi chúng ta không biết ý nghĩa của nó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta bước chân vào cái chùa, đình miếu mạo ở Việt Nam, hay chúng ta ở nhà đọc thời kinh tại nhà, thì chúng ta nghe tiếng mõ lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc như vậy. Rồi ta nghe cái tiếng chuông ung ung ung, và có khi đó chúng ta lại nghe tiếng trống. Nếu quý vị có dịp mời các vị chư tăng của Tây Tạng về nhà cầu an ban phước lành, mà người Tây Tạng hay người Mỹ nó gọi là blessing đó, thì quý vị còn nghe có những tiếng tù và, nghe những tiếng trống gõ đùng 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 nó liên tục như vậy, thì có lẽ có khi quý vị nghĩ lại, vậy trong cái kinh kệ, trong chùa vì sao có mõ, tiếng mõ từ đâu ra, có giá trị gì, và có nên bỏ tiếng mõ trong lúc ta tụng kinh không, và kể cả tiếng chuông và tiếng trống cũng vậy. Thì hôm nay chúng ta có thể đi vòng bình diện về văn hóa, tôn giáo và truyền thống của dân tộc hơn. Thì chúng tôi xin mời quý vị nghe bài nói chuyện của giáo sư Nguyễn Châu về vấn đề này. Trước hết xin trân trọng kính chào ạ. Xin chào giáo sư Nam và xin kính chào cái khán thính giả. Thì hôm nay như Xuân Nam đã nói, mình thường ngày đó đi ngang qua chùa thôi, chứ không cần vào chùa, thì mình nghe tiếng chuông, tiếng mõ vang vẳng. Có những nơi thì ở gần chùa thì gần sáng chúng ta cũng nghe tiếng chuông, tiếng mõ. Và từ trước đó ở bên Việt Nam mình đó, ở quê nhà đó, thì chúng ta cũng có buổi sáng thì chúng ta nghe chuông chùa thỉnh chuông, và buổi chiều, tức nghĩa là sáng chiều đều có chuông, có tiếng chuông mà dân gian nghe được. Thì hôm nay chúng ta coi thử là cái chuông, cái mõ và cái trống ở chùa thì tại sao mà có và nó từ đâu ra. Thì trong truyền cổ tích của Việt Nam chúng ta có cái sự truyền nói là sự tích cái chuông, cái mõ và cái trống ở chùa. Thì câu chuyện được kể như thế này, chúng ta thấy là lễ chùa thì thường là có chuông, có trống và có mõ. Thì thuật ngữ chuyên môn ở chùa thì ba cái thứ đó gọi là pháp khí, tức là những dụng cụ để giúp cho việc phổ biến Phật Pháp và Hoằng Pháp. Thì kho tàng cổ tích Việt Nam có truyền nói về nguồn gốc chuông, mõ và trống tại nhà chùa như sau đây. Thì truyền kể rằng ngày xưa có một cái thư sinh nghèo nhưng mà học hành giỏi. Thì học hành thì hy vọng được độ cao, được làm nên nghiệp lớn. Anh này rất là thông minh, học đâu nhờ đấy, thầy dạy và bạn bè đều mến phục, thông thuộc hệ kinh sử mà lại có tài làm thi phú, thơ phú rất là hay. Thì thời đó người ta vẫn tin rằng học tài, học giỏi nhưng thi thì theo số phận, gọi là học tài thi phận. Học sinh mà muốn thi đầu, ngày xưa gọi là vượt vụ môn, độ cao làm nên, thì phải làm thế nào để mà làm điều thiện, làm điều lành, giúp ích cho quần chúng để được có phước, bởi vì có phước á mới thi cử đầu. Nhưng mà chàng thí sinh này nghèo quá, không làm được việc gì để gọi là thiền, vì bổ thí thì không có tiền, làm sao mà trước khi thi cử mà có thể làm những cái điều lành để coi như là tạo phước. Thì một hôm trong khi đi dạo chơi ở ngoài đồng, chàng thí sinh này thấy một cái bọn mục đồng tuổi trăng trâu, nó vừa bắt được một con chạch, nó reo hò vì con chạch rất là lớn. Thì chúng nó bàn tính với nhau là đem con chạch nướng ăn. Thì anh thư sinh này đến nhìn thấy con chạch thì thấy cái khuôn mặt con chạch rất là buồn rầu vì nó sắp chết, hình như mắt của nó có chảy nước mắt ra nữa. Cho nên thư sinh liền nghĩ ngay đến việc làm điều thiện. Thì anh ta trong túi có được mấy đồng tiền dành dùm được mấy lâu, thì anh ta thương lượng với lũ trăng trâu để mua lại con trạch. Thì may mắn là lũ trăng trâu thấy tiền thì bán con trạch
với mấy đồng tiền mà chàng thư sinh đã dành dụm được. Thì mua xong rồi thì đem Trạch đến bờ sông và nói như thế này: Trạch ơi, người ta thường bảo rằng cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Ta cứu sống cho mày hôm nay thì mong rằng trong những kỳ thi năm tới mày sẽ nhớ ơn và phù hộ cho ta làm văn trôi chảy, độ đạt vẻ vang. Thì sau khi thả con Trạch xuống sông thì thư sinh yên lòng trở về, ngày đêm hăng hải dùi mài kính sự, tức là lo học hành. Tới gần kỳ thi, lại bàn thờ tổ tiên, từ tại cha mẹ rồi bác liều chồng ra kinh đô. Ai cũng nghĩ rằng là với cái tài học xuất chúng của chàng thư sinh thì thế nào cũng được thi đỗ, được ghi tên lên bảng vàng. Nhưng rủi thay, trái với ước vọng của cha mẹ, ước vọng của thầy và bạn, chàng thư sinh này liên tiếp bị trượt tất cả 3 kỳ thi. Thì lần đầu tiên trượt không nản chí, chàng ở lại Kim Đô tìm một vị thầy danh tiếng để mà tiếp tục học chờ khóa tới. Nhưng mà khóa thi sau thì chàng ta cũng hỏng luôn cả 3 trường như kỳ đầu, tội hổ chán nản, lên đường trở về làng. Thì khi về đến cái bến đò đó đó, thì anh ta thấy rằng là có quân lính canh gác ở hai bên bờ, có thuyền đi qua sông, nhưng mà khi nào cũng phải có một tốp người, từ 10 người, 20 người thì có lính hộ tống để mà đi qua sông. Thì anh ta ngạc nhiên hỏi như thế nào. Thì cái bến đò đó là cái nơi mà ngày xưa chàng thư sinh này đã phóng sanh con Trạch. Thì không hỏi ngạc nhiên khi thấy như vậy, thì hỏi như thế này: tại sao mà canh gác kỹ như thế này? Thì quan quân cho biết rằng là có một con Trạch rất lớn đã hóa thành mạng xà, thường đón người qua lại đây để ăn thịt. Chàng thư sinh nghe nói đâm ra nghi hoặc và tự bảo thầm rằng có lẽ con quái vật này chính là con Trạch mà chàng ta đã phóng sinh trước đây. Chàng việc mình làm, anh ta nghĩ thế này: như vậy hai kỳ thi vừa rồi mà chàng bị trượt á, là bởi vì chính con Trạch này mà chàng đã cứu, đã gây hòa, gây hung dữ, cho nên hậu quả chàng ta phải chịu. Những hành động quái ác của con Trạch yêu tinh đã vang tới thiên đình, và thì chàng thư sinh mà phóng sanh con Trạch đó là phải chịu trách nhiệm. Sau một hồi suy nghĩ như vậy, thư sinh nài với người lính để cho chàng qua sông. Lính nói không được, thì anh ta nói thế này: tôi cần việc gấp, và ta nhảy xuống thuyền. Anh tự chèo thuyền ra. Thì khi mà ra tới giữa sông thì con mạng xà hiện lên. Thì thư sinh nhìn thấy con chàng đà thì nói thế này: từ mặt nước con quái vật đưa đầu lên há miệng chực nuốt người. Chàng thư sinh lớn tiếng bảo: mày có phải là con Trạch ngày xưa không? Mày còn nhớ tao không? Thì lúc đó tao đã cứu mạng cho mày rồi, tại sao bây giờ mày lại muốn làm hại người? Con mạng xà đáp: đúng đấy, nhưng bây giờ tao phải ăn thịt mày. Thư sinh liền nói: hãy nghe đây đã, mấy năm trước sợ gì tao cứu sống cho mày ở khúc sông này? Tao nói là vì tao tin biết sự biết ơn của loài vật, bởi vì cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân phải trả oán. Bây giờ mày trả ơn tao như thế này phải không? Con mạng xà cãi: mày lầm rồi, phải hiểu là cứu vật vật trả oán mới đúng. Thôi đừng tự nghĩa lôi thôi vừa tao nữa, tao ăn thịt mày bây giờ. Thư sinh liền tìm kế hoàng binh: khoan đã, trong đôi bên chưa biết ai có lý, phải kiếm một người nào đó để phân xử. Bây giờ phải đi tìm cho ra 3 người, nếu họ bảo mày có lý thì tao bằng lòng cho mày ăn thịt. Chỉ cần hỏi 3 người thôi, 3 lần thôi, bất cứ gặp ai, loài vật hay là ai đó mà để mà phân xử, thì khi đó tao mới chịu thua mày. Thì như vậy con mạng xà nhận lời, trồi lên mặt nước đi theo thư sinh tìm 3 người để phân xử. Kẻ thứ nhất gặp một con trâu già đang gầm cỏ ở bên bờ ao. Thư sinh liền kể đầu đuôi câu chuyện rồi hỏi ý kiến con trâu như thế nào về câu phương ngôn cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Con trâu thì phần thì sợ rắn, phần thì xấu bụng muốn trả thù những sự hành hạ của loài người đối với nó, cho nên mới nói như thế này: câu phương ngôn người sai, ý nghĩa trái ngược mới đúng. Vì loài vật ngu ngốc không biết phân biệt điều thiện điều ác,
loài vật không có trí khôn như người ta, chỉ nghe theo thủ tính. Vừa nghe nói như vậy thì mạng xa trồm lên để ăn thịt thứ sinh. Thứ sinh là không, mày đã hứa với tao là 3 lần, còn 2 lần nữa. Thì đi tiếp nữa, thì cái này đó, cái điều kiện mà đi tiếp, đi được một gặp thì gặp con cá gãy, tức là con cá chép nó to lớn, sắp hóa thành tinh. Khi nghe hết từ sư và câu hỏi dò ý kiến trên, cá cũng trả lời như trâu. Chàng thứ sinh bắt đầu lo ngại, như vậy còn một người nữa, mà nếu như không họ cũng đồng ý như vậy thì sẽ mất mạng. Thì may kẻ thứ ba cuối cùng gặp trên đường là một cụ già đầu tóc bạc phơ đang đứng ở bên đường. Ông cụ này chính là Phật Thế Tôn hiện ra. Khi ở trên trời nghe thấy rõ mọi chuyện giữa hai người, giữa chàng thứ sinh với con mạng xà bạc ác, cùng những lời lẽ của trâu và cả gái, liền hóa ra một ông lão để mà gặp họ. Thì sau khi thuật lại đầu đuôi của chuyện, thì ông già liền mời cả hai về nhà. Khi về nhà thì rõ ràng là một ngôi chùa. Qua khỏi cửa chùa, ông lão trở lại nguyên hình là Phật Thế Tôn, ngỏ lời bênh vực cho lẽ phải của thứ sinh, nghiêm khắc lên án sự bồi bạc vô ơn của mạng xà cùng sự xấu bụng của trâu và cả gái. Rồi để giảng dạy cho cái trâu và cả gái hiểu vấn đề, thì trâu, cả gái và trâu là chịu hình phạt và xin tu. Thì Phật đã hóa mạng xà ra thành cái chuông, trâu hóa ra thành cái trống, và cả gái hóa thành cái mỏ. Vì thế từ đó chúng ta thấy trong nhà chùa đó, giá chuông của chùa thì đúc theo cái quai chuông là đúc theo hình con rắn, trống thì bịt bằng da trâu, và mỏ thì làm theo hình đầu cả gái. Như vậy á, chuông mỏ trống là để nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự tích này mà luôn luôn giữ lại lòng ngay thật hiền lành. Bất cứ ngày đêm, mỗi lần đọc kinh đều phải gõ vào mỏ, vào 3 vực nói trên. Thì như vậy á, thì lòng mới tỉnh thức, mới hướng về cái điều lành, điều thiện để giải thoát. Đây là câu chuyện cổ tích của Việt Nam. Thì cái truyền thuyết mà chúng ta vừa nói đó là chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Với một cái thông điệp như thế này, các nhà tu hành luôn luôn phải đánh chuông, giống trống và gõ mỏ để nhắc nhở bản thân mình giữ lòng ngay thật hiền lành và chủ tâm để mà tu cho tinh tấn. Truyền kể của dân gian Việt Nam quá đơn sơ, chưa nói hết ý nghĩa của bộ 3 chuông mỏ trong Phật giáo. Cho nên chúng ta cần tìm hiểu thêm trong Phật giáo hiểu như thế nào. Thì theo mà Thiền sư Huệ Dân, thì chuông trống mỏ là những nhạc cụ phổ biến không thể thiếu trong các nghi lễ Phật giáo. Tại mỗi chùa trước khi cử hành nghi lễ và sau khi chấm dứt buổi lễ, chuông trống mỏ là những âm thanh mang nặng năng lượng sáng tạo, trợ giúp con người Phật tử biểu hiện lòng thành tán tùng tôn kính Đức Phật một cách trang nghiêm. Thì mục đích của tiếng chuông, tiếng trống, tiếng mỏ là có thể nói giữ cái nhịp cho những cái bài kinh trở nên gọi là vang vọng. Thì như vậy, trong những cái lúc bắt đầu hành lễ, người ta thường thịnh chuông, đánh trống hay gõ mỏ. Thì đây là việc làm mang ngầm ý thỉnh cầu Đức Phật chứng minh. Đồng thời nó cũng là điều nhắc nhở cho chúng ta và tất cả mọi người hiện diện đang cùng nhau trở về chánh niệm. Thì như vậy, cái tiếng chuông tiếng mỏ là cảnh tỉnh. Thì đánh chuông, đánh trống, đánh mỏ là một cái pháp tu chánh niệm. Bởi vì người có chánh niệm thì họ đánh chuông, trống hay gõ mỏ thì những âm thanh dao động ngân vang đều đặn, thư thả phát ra để đánh thức và chuyển hóa năng lực thính âm của những người chung quanh, để chung quanh cũng chuyên chú vào lời kinh pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chuông, trống, mỏ, mọi thứ đều có một ý nghĩa đặc biệt. Và cả những cái pháp thức riêng khi dùng trong các nghi lễ Phật, do đó tại sao chuông, trống, mỏ có nhiều hình thức và những hình dạng khác nhau? Thì đó là chúng ta thấy rằng từ xưa đến nay, chuông, trống, mỏ của các chùa vẫn làm cho con người Phật tử tự nhiên cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ thường và càng gần với Đức Phật hơn. Đó là điều
mà không ai chối cãi được. Tuy nhiên cũng nên hiểu rằng sống đời biết tu hành theo những gì Đức Phật dạy một cách nghiêm túc thì dù cho bất cứ nơi đâu vẫn luôn luôn có sự hiện diện của Phật nơi đó. Thì chuông trống mõ của Phật là những âm thanh ở bên ngoài nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến thể chất, tinh thần và tình cảm, tâm hồn của chính con người. Đó chính là điều huyền diệu thực sự. Cho nên Phật Pháp đã đi kèm với những cái âm thanh đó. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu từng cái một là ví dụ về chuông. Thì chuông Phật trong tiếng Phạm thì gọi là Santa, thuộc âm tính, chuông là thuộc âm. Nhưng mà theo từ điển Hán Việt thì còn gọi là kiền trì. Thì người Hoa đó, thì gọi là dịch ra là chung hay là khánh. Chuông lúc đầu được dùng làm pháp khí để thông báo giờ giấc làm Phật sự và để tập hợp mọi người trong chùa. Về sau nó chuyển thành âm thanh cho nghi lễ cũng tế được trang nghiêm. Trong cái sách mà xưa là Ngũ Phần Luật thì viết như thế này: thời Phật Đà có một lần tăng đoàn làm lễ Bồ Tát chưa kịp thời tập hợp, bèn tới nơi hoang vắng tòa thiền hành đạo. Khi đó Đức Phật bèn bảo rằng phải gõ găng ta hoặc gõ trống thổi ốc để tập hợp. Đó, thổi ốc là tu ba đó, tất nhiên là cái Phật giáo Nguyễn Thủy mà như Nam nói là trong kỳ những cái Phật giáo của Tây Tạng đó thì ta dùng tu ba, là bởi vì lúc đó đó khi mà Phật mà thuyết pháp thì phải ngồi đó rồi chờ mọi người tới lần lượt thôi và khó mà kêu gọi. Trong cái cuốn Đại Trí Đồ Luận thì có viết như thế này: Ngài Ca Diếp đến đỉnh núi Tu Di gõ chuông đồng. Đây cũng là điều có thể cho thấy được ngày xưa người ta đã biết dùng đồng để đúc chuông. Theo Đại Tỳ Khiêu Tam Thiên Y Nghi thì có 5 việc cần gõ chuông: khi hội họp thường kỳ, khi ăn sáng, lúc ăn tối, khi trở về cõi niết bàn, mọi chuyện vô thường. Thì như vậy đó, kỳ đây là ở trong Phật giáo. Trong kỳ Tăng Nhất A Hàm Kinh thì có nói như thế này: A Nan đi lên giảng đường, tay cầm găng ta tức nghĩa là chuông theo tiếng Phạn, và nói: ta nay gõ trống của Như Lai, từ nay về sau các đệ tử của Như Lai lên tập trung ở đây rất là đầy đủ. Thì cái tiếng chuông đó thì theo cái bài kệ mà ông A Nan đọc thì như thế này, tiếng chuông nó có những tác dụng như thế này: hàng phục ma lực, trừ kết vô hữu dư, lộ địa kích giang ta, tỳ khư văn chiên tập, chư dục văn pháp phân, đồ lưu sinh tự hại, văn thứ diệu hương âm. Tạm dịch ra là như thế này: hàng phục bọn ma quái, trừ sạch không còn gì, mặt đất gò găng ta, tỳ kheo nghe nên đến, những người muốn nghe pháp để qua miền sinh tử, nghe thấy âm diệu kỳ, tất cả nên tập hợp. Thì đó là tất cả những cái tác dụng của tiếng chuông theo kinh Phật và theo thiền sứ mà chúng ta nói là Huệ Dân. Thì chuông là một nhạc cụ được đúc bằng kim khí và phát ra thanh âm đơn giản. Hình dung của nó được làm theo nhiều hình, nhưng mà thường là hình tháp hay là hình tròn, và bên trong thì rộng. Chuông có nhiều kích thước khác nhau, nhưng mà theo truyền thống Ấn Độ giáo thì chuông được sử dụng trong các nghi lễ gọi là puja để xua đuổi tà ma hay triệu tập các vị thần linh ban phước lành cho họ. Và chuông cũng được xem như là một biểu tượng của sự sáng tạo. Thì như vậy, chúng ta thấy rằng cái chuông ở trong Phật giáo, theo truyền thuyết khác á, thì nói thế này: nguồn gốc của nghi thức gõ chuông và chùy kim cương thì ta đã tìm thấy trong các huyền thoại nói về nữ thần Durga, người vừa lúc mới chào đời đã được Indra là vua của các vị thần trong những truyền thuyết Vệ Đà của Ấn Độ có tặng cho kim cương, chứ không phải là chuông treo ở trên chiếc ngà voi như là Avarata của ông ta. Thì như vậy đây là đi vào chi tiết ở trong cái truyền thuyết của Phật. Thì như vậy ở Trung Hoa thời xưa, trong các chùa chiền
người ta phân ra chuông thành hai loại, mỗi loại đều có những tên gọi khác nhau, một cái gọi là phàng chung và một cái là hoảng chung. Phàng chung là loại chuông lớn được làm bằng đồng xanh, có pha một ít sắt. Chuông này cũng có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau tùy theo nhu cầu của mỗi chùa mà người ta đúc theo. Việc dùng phàng chung có nhiều ý nghĩa khác, ví dụ để tập hợp đại chúng hay là báo thời gian sớm tối khi kêu gọi mọi người đến tăng đường để tọa thiền. Một ý nghĩa sâu sắc hơn của tiếng phàng chung trong buổi đầu là những lúc gần sáng, sự nhắc nhở cho con người luôn luôn thức tỉnh để tinh tấn tu hành, vượt ra ngoài vòng tội lỗi, tối tăm đau khổ trong cuộc sống vô thường. Ngoài ra phàng chung còn có những tên khác như là đại hồng chung, u minh chung, đó, hoa chung hoặc là cư chung. Phàng chung thường được đặt trong một cái tháp hay cái lầu nhỏ ở giữa sân chùa, vì vậy cũng gọi là nơi chính đại chúng thường tụ họp, thì đó là đại hồng chung. Hoán chung hay là bản chung, tiểu chung là chùa nhỏ. Cái này là mục đích bảo cho chúng sanh. Hay hành sự chung là một loại chuông thường được đúc bằng đồng thau, nhưng có kích thước cố định. Chuông này người ta hay treo trong góc của chính đường và dùng nó để báo tin cho sự bắt đầu khóa lễ hay là công việc hội họp ở trong chùa. Thì bây giờ chúng ta qua cái thứ hai là trống chùa. Trống chùa là một nhạc cụ hay là pháp âm trong các cái bộ gò của nhà Phật. Người ta thường dùng nó để thực hành các pháp sự khác nhau hay điểm nhịp trong các việc trì tùng và lễ nghi. Âm thanh của trống chùa được xem là một quyền lực có chức năng và năng lượng cho tinh thần, đem lại cho chúng ta một cảm giác thiêng liêng thông qua những lời giảng dạy của Đức Phật để giúp cho người tu hành càng thêm căng lành và cuộc sống này mỗi ngày một tinh tấn. Thì ở trong cái sách của Kinh Lăng, trong Kinh Lăng Nghiêm thì việc thế này, cái nhĩ căn đó, tức như là cái lỗ tai nghe của con người đó, là rất là quan trọng. Cho nên tiếng trống thì nó đồng tới nhĩ căn, và từ cái nghe tiếng trống thì có người bắt đầu chú tâm. Cho nên trong đời thường á, thì ví dụ như là hành quân là người ta dùng trống để mà thúc đẩy. Thì nguồn gốc về sự ra đời của trống thì hiện nay á, thì vẫn chưa có tài liệu ghi lại một cách rõ ràng, nhưng mà sự tồn tại của nó đã trước công nguyên cho tới bây giờ tính ra ít nhất cũng là hơn 6.000 năm. Trống đã có mặt trong nhiều nền văn hóa trên thế giới qua những tranh ảnh di tích của lịch sử còn lại ngày xưa, trong các viện bảo tàng quốc tế hay những kinh điển của tôn giáo hoặc những tài liệu thuộc về văn học nghệ thuật. Người ta bắt đầu dừng lại những chi tiết lịch sử của nó. Thì ở đây anh Nam thấy rằng là cái Việt Nam mình thì xưa chưa có trống bằng da, chưa có thể sáng tạo ra cái sống bịt bằng da trâu, cho nên phải dùng đồng để làm trống. Thì như vậy cái trống trong nhà chùa không có trống đồng, nó bởi vì theo cái sự tích đó là con trâu chịu đi tu và chịu dùng cái thân xác của mình để mà cảnh giới chúng sanh. Trống có trước chuông hay chuông có trước trống là một câu hỏi chưa có câu trả lời chính xác. Trống có âm thanh được phát ra nhờ gõ vào mặt trống bằng tay hoặc bằng đùi. Mặt trống là một màn mỏng thường làm bằng da thú vật hoặc chất dẻo được đóng thành đóng bằng đinh trên cái thùng vỏ trống hay dạng keo. Thì như vậy đó, da trống được thuộc với bằng phương pháp khác nhau, nhưng mà cái tang trống thì làm bằng nhiều loại gỗ hay là thép để ghép lại, bởi vì nếu như cái tang trống nó không vững thì khi đánh trống nó có thể thùng xuống. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái huyền thoại Ấn Độ thì một hình ảnh nổi tiếng nhất của Shiva đã là ảnh tượng của ngài đang nhảy múa giữa một vòng tròn lửa, mái tóc rậm rạp tung ra hai bên, chân trái giơ lên bên phải, một trong bốn bàn tay cầm trống nhỏ là gọi là Damaru, đánh nhịp sanh thành
và hoài diệt của vũ trụ, tức là trống có thể đánh thành nhịp để mà diễn tả sinh, thành và hoại. Damaru là tiếng Phạn, viết theo kiểu Devanaru, có nghĩa là một cái trống nhỏ có hai mặt mang hình dạng như một chiếc đồng hồ cát hay là hình tam giác. Cái đó thì trong cái hình mà hai cái mũi, hai cái hình chóp đối lại với nhau, cái trống ở bên Ấn Độ đó. Thì sau này Việt Nam mình thì có trống nhưng mà làm một ống thôi, đánh cả hai đầu. Thì cái trống Damaru cũng đánh hai đầu. Thì như vậy hai hình tam giác ngược lại với nhau về ý nghĩa cơ bản, hình thức trừu tượng. Tam giác trên tượng trưng cho thần Shiva hay sức mạnh sáng tạo của thiên nhiên thuộc về nam tính. Tam giác dưới đại diện cho Shakti hay nguồn của tất cả những tồn tại thuộc về nữ tính. Nhờ sự kết hợp của Shiva và Shakti mà đưa đến việc tạo ra tất cả những cái sinh tồn trong vũ trụ. Trống này được làm bằng gỗ, đôi khi trống có thể làm bằng sò của con người, mặt trống làm bằng da và có nhiều kích thước khác nhau. Theo truyền thuyết của Ấn Độ giáo thì tiếng trống Damaru được xem như là biểu trưng cho âm thanh và nhịp điệu nguyên thủy. Người ta cũng cho rằng âm thanh của tiếng trống bắt đầu phát từ đây. Chữ Phạn theo giả thuyết trong huyền thoại của Brahma là một biểu tượng văn hóa được coi như là phục phát minh của Saraswati, nữ thần của nghệ thuật. Còn hiểu biết văn hóa văn minh cũng là con gái của Brahma. Trống chùa có nhiều loại. Trống con là loài trống có âm thanh cao, trong trẻo, thanh thoát, dùng để điểm nhịp cho người tụng kinh. Nó có mặt bịt bằng bông bóng lợn, có đường kính 20 cm, tang trống gỗ cao 5 cm, có một tay cầm khoảng 12 cm, tính là loài trống nhỏ ở trong chùa mà ở Ấn Độ thường dùng và bây giờ thì cũng du nhập sang các chùa của Việt Nam ta đây. Trống đài, Việt Nam thì gọi là trống cái hay là trống lớn, là loài trống có hình dáng trống sấm, đặt trên giá và thường dùng đánh xen với chuông đồng hay chiêng lớn trong các đám rước lễ. Âm thanh của nó to, trầm và vang rất xa. Trống đài cũng còn gọi là trống ngũ liên bởi vì người ta xài nó trong đời sống hàng ngày với nhiệm vụ thông báo hay báo động khi có giặc giả hoặc là trộm cướp. Trống bát nhà là loài trống lớn, thường thấy treo trong các gác trống của chùa. Nghi thức sử dụng trống bát nhã có thể xuất phát từ không tông, là một hình thức hành lễ rất trang trọng của Phật giáo Trung Hoa. Trống này dùng để đệm cho một bài kệ là bát nhã hội và có nhiều cách đánh khác nhau tùy theo nghi thức của từng môn phái. Bát nhã âm, Hán Việt dịch từ Brahma của Phạn ngữ. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái trống là còn có hai phần, một phần âm, một phần dương. Và âm dương phối hợp thì mới sinh ra tất cả những cái hiện tượng ở trên cái vũ trụ này. Thì đó là trống. Bây giờ cái chữ thứ ba là chúng ta có cái mỏ. Mỏ chùa thì như đã nói, tiếng chuông, tiếng trống, mỏ nhà Phật là những âm thanh có khả năng hỗ trợ cho con người thêm sức mạnh tinh thần để chính họ có thể tự chủ động tạo lấy hạnh phúc, không chỉ cho bản thân, cho gia đình, mà cho cả chúng sanh, cho cả xã hội. Chuông trống có hình thể và âm thanh khác nhau, khác với mỏ. Đây cũng chẳng phải là điều làm cho chúng ta phải ngạc nhiên. Mọi thứ đều có ý nghĩa và có cách dùng riêng tùy theo sự yêu cầu sử dụng trong các nghi lễ. Về nguồn gốc mỏ thì thực sự cũng như là chuông trống, đến nay thì chưa có một cái tài liệu chính thống. Tuy nhiên, dựa vào việc sử dụng mỏ trong sách vở của Trung Hoa vào đời nhà Đường, nhà Minh thì cũng có một chi tiết có truyền thuyết. Truyền thuyết con cá lớn ở dòng sông và vị cao tăng, thì cái truyền thuyết con cá lớn và cái vị cao tăng thì nó hơi khác với cái chuyện của anh thư sinh và con chạch. Nhưng mà cái này thì nó cũng giống như là chuyện mà Đường Tam Tạng đi qua sông Giang Hà với con rùa, tương tự như vậy. Thì câu chuyện kể như thế này: ngày xưa ở Trung Hoa có một vị cao tăng Ấn Độ sang Ấn Độ để thỉnh kinh Phật.
Một hôm đi ngang qua con sông lớn bị ngập lụt, không có cầu, không có thuyền, không có cái cách gì để vượt qua bên kia. Thì trong lúc đó đứng suy nghĩ thì bỗng nhiên dưới nước có một con cá to nổi lên và bơi gần đến vị cao tăng. Con cá hỏi, ông có muốn qua sông không? Nếu muốn thì tôi sẽ đưa ông qua, nhưng chỉ xin ông cho tôi một thỉnh cầu. Vị cao tăng đứng lặng yên suy nghĩ một chút rồi nói với cá, nhà ngươi có điều gì thì cứ nói ta nghe đây. Cá to vội vàng nói ngay, xưa kia tôi là một kẻ đã phạm tội, và khi chết tôi phải đầu thai làm kiếp con cá sống ở lòng sông này lâu lắm rồi. Hôm nay tôi thấy ông đi trên đường đi gặp Phật để thỉnh kinh, xin ông vui lòng chuyện lời của tôi đến Đức Phật là tôi đã biết ăn năn hối cải, và đến đây tôi đã sám hối. Tôi đến đây để giúp ông qua sông cũng là làm một việc để chuộc tội của tôi. Hơn nữa, thân tôi là cá không thể đi lên bờ, thì làm sao tôi gặp Đức Phật được. Vậy ông hãy giúp tôi, cầu xin Ngài cho tôi được hóa thân trở thành người hiền lành để giúp đời. Nghe cá nói xong, vị cao tăng cảm động và hứa với cá sẽ đem lời thỉnh cầu này bạch lên Đức Phật. Cá nghe nói rất hài lòng và mời vị cao tăng lên lưng mình rồi đưa vị cao tăng qua sông. Thì sau thời gian chờ đợi dài, thì khi cả cao tăng trở về thì cá cũng là đáp đến và mời vị cao tăng lên để đưa qua bờ. Thì khi ra đến giữa sông đó thì cá nhớ đến rằng là có nhờ vị cao tăng một lời thỉnh cầu, thì cá hỏi là Ngài có gửi thỉnh cầu không. Thì qua bên kia thì ham đi tìm kinh kệ cho nên quên cái lời thỉnh cầu. Thì vị cao tăng mới nói thế này, xin lỗi cá là đã quên nói điều này với Đức Phật. Thì nghe xong câu trả lời của vị cao tăng, cá cảm thấy thất vọng và buồn, bất giác cá lặn sâu xuống nước. Thì khi đó đó kinh kệ là bị trôi ở hết cả. Thì vị cao tăng thì bây giờ là quậy để mà kiếm cách mà thoát chết đuối. Thì tình cờ có một ngư dân chèo thuyền qua đó và đã cứu vị cao tăng đem vô bờ. Nhưng mà kinh kệ từ Ấn Độ mang về đều mất hết. Khi thoát nạn trở về nhà bình an, vị cao tăng vừa ân hận vừa nhớ đến con cá đã tu luyện bao nhiêu năm nhưng mà chưa thoát kiếp. Thì ông bèn lấy một khúc gỗ đẽo hình đầu cá, vừa đục rộng vừa khắc, vừa gõ đầu cá. Thì khi đang làm cái hình mà con cá, cái đầu cá đó, thì thình lình trong miệng cá văng ra từng chữ kinh của Phật. Ông ta rất ngạc nhiên và ông thấy vui mừng, vì như vậy là đã có cách tìm lại những cái lời kinh đã trôi mất. Và từ đó mỗi ngày cái vị cao tăng đó gõ vào cái đầu con cá gỗ mà mình tạo ra để nghe lại những tiếng kinh và chép lại. Thì theo sách Bách Trường Thanh Quy thì mỏ tròn bằng gỗ khắc hình con cá mở mắt dùng để tụng kinh. Bởi vì sao? Bởi vì loài cá ban đêm thường mở mắt, được khắc sâu trên mỏ tụng kinh, gõ lên là để cảnh thức người mê và dẫn chúng hòa âm theo tất cả những cái điều mà Phật dạy. Mỏ hình con cá dài treo ở trai đường để làm hiệu cho hai bữa ăn, cho thời kinh tịnh độ và cho nhà trù mời chúng tập họp. Nhưng mà việc sử dụng thì tùy theo khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây, cái ý nghĩa, cái thông điệp á, là con cá không bao giờ nhắm mắt, luôn luôn mở mắt. Nghĩa là người tu hành khi gõ mỏ thì phải thức tỉnh. Đó, phải tỉnh thức để mà tu luyện. Thì ngày nay á, loại mỏ dùng trong các nghi lễ của chùa hay là thiền viện thì làm bằng cây hay là khúc gỗ tròn rộng ở bên trong, tạo theo hình cá, có một khe đục nằm ngang để tạo âm thanh. Khi khọ vào thì tiếng mò nó có hai cái, hình bầu dục và hình tròn, thì cái tiếng nó có khác nhau, một tiếng trầm và nó làm cho con người trở nên tỉnh táo. Bởi vì thế này, vì sao mà khi mà gõ vào mò đó thì con người trở nên tỉnh táo, là trong cái học mà Đông Phương á thì mò nó thuộc mộc, mà mộc á là thuộc gan. Khi chúng ta bực tức cái gì đó mà chúng ta gõ tay ở trên bàn cọc mà bằng gỗ đó, thì tự nhiên cái con người mình nó bình lặng xuống dần.
Nhưng nếu khi đó gõ vào kim loại đó thì sẽ tức giận thêm lên. Cho nên người ta gọi là cái tiếng mõ đó là nó bổ gan, nó làm cho con người trở lại trầm tĩnh. Còn tiếng chuông là thuộc kim thì nó thuộc về phế, thuộc về phổi. Cho nên khi mà đánh tiếng chuông đó thì cái hơi thở mình dễ điều hòa hơn và tâm trí mình bình lặng hơn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng sau khi đã tìm hiểu rằng cái tiếng chuông, tiếng mõ như thế nào thì chúng ta cũng trở lại với cái chữ nghĩa một chút. Là tại vì sao mà Việt Nam gọi cái đầu con cá mà gõ vào bằng gỗ đó gõ là mõ. Thì tiếng Tàu á là dùng chữ mộc ngư, thì có thể là chữ mộc ngư đó mà Việt Nam khi nghe đầu tiên đó, cá gỗ rồi. Cá gỗ đó, cá gỗ, nhưng mà với cái mộc ngư thì Việt Nam là mõ. Đó, chữ mộc ngư đó có thể là đọc trẻ ra chúng ta Việt Nam mình biến thành chữ mỏ. Đó, thì mộc ngư là cá gỗ. À, cá gỗ theo từ điển Hán Việt, từ điển lúc đó là mỏ. Và như vậy đó, anh đã dịch ra là golden fish. Golden fish. Đó. Thì như vậy, Pháp thì dùng là bọt sông An Bois. Nhưng mà thiệt ra, đó là cái con gốc là con cá bằng gỗ, cái đầu con gỗ, cái qua câu chuyện của vị cao tăng. Người Đài Loan gọi cái mỏ là bang từ hay là sao từ, hoặc là sao từ bảng. Thì như vậy á, chúng ta thấy rằng cái đặc tính của mỏ là luôn luôn tỉnh thức, không ngủ của loài cá, đưa đến ý nghĩa tác dụng của âm thanh trong Phật giáo. Đó là để giúp cho mọi người luôn luôn tỉnh thức, không chìm vào cơn mê muội ngay trong đời sống. Mặt nhìn mọi người, tai nghe, thân xác cảm nhận, ý thức luôn luôn chuyển biến theo kỳ dòng của nhịp sống. Trong biển khổ có hải triều âm. Con người nếu biết lắng nghe pháp âm qua tiếng chuông trống, nhất là mỏ, chắc chắn sẽ được trợ lực trong tu tập, rèn luyện thân tâm. Và kính thưa quý vị, thế giới quanh chúng ta đang đau khổ, lầm than vì nghèo nàn, bệnh tật, loạn lạc và chiến tranh, đố kỵ xa lìa tan vỡ. Luật vô thường đã diễn ra ngay trước mắt và bên cạnh chúng ta, khắp mọi nơi và ngay trong đời sống chúng ta. Nhân loại thật đáng thương, bởi vì cả thế giới hiện nay đang cuồng loạn, quay theo những dục vọng không bao giờ thỏa mãn. Do đó đau khổ đã tràn lan, mà khổ hơn hết là đau khổ thâm nhập vào ý thức của con người. Nơi thì nuôi hận thù tín ngưỡng, chủng tộc như một chiêu bài để tàn sát và chiếm đất đai. Nơi thì lầm tưởng rằng tham vọng là nguyên động lực tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời, không nhận ra rằng tham vọng chỉ gây phá hoại và khổ đau. Thì trong sự khổ đau hiện nay của nhân loại, và đặc biệt là sự khổ đau tới mức thảm khốc của người dân Việt Nam chúng ta, chùa viện mọc lên như nấm gặp mưa, nhưng mà Phật ở đâu? Có một vị Phật nào chiều xuống trần gian hôm nay để cứu độ chúng sanh của thời mạt pháp này không? Đem lại an vui, đem lại hòa bình cho nhân loại, giải thoát được con người ra khỏi cái máy quay cuồng của lịch sử pháp luân, giúp tăng hòa hợp, giúp chúng tận tu. Có một vị Phật nào xuống bây giờ không? Kính thưa quý vị, Phật đã dạy như thế này: mỗi một người là một vị Phật sắp thành. Và đây là thông điệp mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã gửi cho chúng sanh, nhắc nhở rằng Phật ở tâm, mọi người hãy trở về với chính mình. Minh tâm sẽ kiến tánh, đừng có trông đợi những gì ở ngoài ta. Như vậy thì cái sự mong muốn rằng có một vị Phật hiện xuống để cứu khổ thế gian hôm nay, để cho cái pháp luân nó thường chuyển, giúp tăng hòa hợp, giúp chúng tận tu, thì thực ra là ở trong tâm chúng ta mà thôi. Thì như vậy cái câu chuyện chuông trống và mõ là mục đích của chúng ta là tiếp nhận thông điệp con người muốn tu tịnh thì phải luôn luôn tỉnh thức. Cảm ơn giáo sư Châu. Ở nhà từ nhỏ nghe ông bà cha mẹ đọc kinh ấy, thì bao giờ có tiếng chuông, tiếng mõ, không có tiếng trống trong nhà. Trong nhà không có trống. Lớn lên
khi chúng tôi thỉnh thoảng mời chư tăng Tây Tạng đến nhà là blessing để chúc lành, cầu phước, bình an, cầu an, thì chúng tôi được nghe tiếng tù và kể cả cái tiếng mà chọc rung, thưa quý vị, và tiếng rung đó, tiếng rung, cho nên tạo một âm thanh rất là, tôi vẫn nhớ lại khi mà mẹ đọc kinh đó, mà cái tiếng mở cốc 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 cốc, ngay cả không phải người đọc kinh mà người ở trong nhà đó, cái tâm nó rất là thanh tịnh, nó đầm xuống, nó chìm xuống, nó suy tư, nó trầm tư mặc tưởng hơn. Cho nên bây giờ nghe giáo sư nói thì có lẽ chúng tôi cũng phải mỗi lần đọc kinh cũng nghe tiếng chuông, tiếng mõ để mà hiểu được, bởi vì hiểu được nó. Chứ mà thực sự ra cái đạo Phật nó gắn liền với cái văn hóa dân tộc, cái lối sống dân tộc trong rất là nhiều năm. Cho nên quý vị, những cái trống nó đi vào trong đời sống, không phải là Phật giáo. Ví dụ như chúng ta dở cái cuốn mà Chinh Phụ Ngâm đó, trống tràn thành lung lay bóng, bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức bay, chín tầng gươm báu trao tay, nửa đêm truyền hịch định ngày xuất quân. Chúng ta thấy là trống tràn thành, trống cung đình nổi lên mà lung lay gặp trời đất như vậy là tiếng trống rất là lớn. Đây chi là tiếng trống tập trung quân và thúc quân đi ra chiến trường để bảo vệ đất nước. Trống dục giả, trống rung chuyển trời đất để đó làm sự tập hợp để mọi người bước vào một cái chiến dịch mới, một cái suy tư mới, một cái tâm niệm mới, chúng ta hòa nhập vào một cái hướng đi nào đó. Trên tiếng trống là như vậy. Tại sao tiếng trống trường ta không gọi là chuông trường? Và trống trường học, mỗi lần mà chúng ta thấy mà bắt đầu vào lớp á, đùng 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 đùng, rồi bắt đầu đánh như vậy. Từ nhỏ chúng ta, quý vị đi học với chúng tôi, đúng không? Ở trước sân trường nó có cái trống rất là lớn, tiếng trống trường, tiếng trống trường, nhiều kỷ niệm lắm, nhiều kỷ niệm, nhiều kỷ niệm. Mình đang trên đường mà cái trống trường biết là chết sạch trễ rồi, phải chạy tới cho nó kịp giờ để vô lớp kịp giờ. Hay là chúng ta thấy tiếng trống trường rục rã đó, chúng ta đang chơi xa đâu đó, trong rừng hay là trong cái bãi tha ma. Hồi xưa cái trường học nó gần nằm những bãi tha ma lắm, cho nên mình đang ở chơi cút bắt trong bãi tha ma hay là hái lá giang này nào trong bãi tha ma đó, thì tự dưng cái tiếng trống trường đùng 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 là bỏ hết tất cả để chạy về trường. Hay là trong hướng đạo cũng vậy, chúng ta thấy đoàn sinh của hướng đạo đó cũng nghe trống, tiếng trống là tập hợp kéo về. Cho nên đó, cái tiếng, còn cái tiếng mà những cái tiếng tù và, cái tiếng tù và đó, nó hay là tiếng mỏ, tiếng tù và, tất cả cái đi đó nó đi vào sâu trong cái đời sống dân gian ấy. Thì ngày xưa đó thì là trống là để mà điểm giờ ban đêm, cho nên là sang canh là người ta đánh trống. Nên... em lớn lên tại miền Trung, thưa anh Châu, cho nên khi mà hồi nhỏ đó, mỗi lần mà sáng một Tết á, nghe trống đình nhưng mà trong chùa, trống làng đó, là khi đó mà thốc đùng 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 đùng, nó vang dội cả cái ngôi là và trong, cái làng như vậy làng, thì bà con bắt đầu thứ nhất là ra lễ chùa, rồi về lễ đình, rồi trở về nhà đi chúc Tết. Thì cho nên tiếng trống chùa, tiếng trống đình là tiếng trống để tập hợp những người trong khu vực của mình cùng cái hội đoàn của mình để mà bắt đầu để làm điều gì đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe tiếng trống, tiếng chuông, tiếng mõ như vậy đó, thì nếu mà chúng ta suy tưởng một cách siêu hình học hơn ấy, thì khi mà mỗi lần mình tiếng trống như vậy, tiếng chuông, tiếng mõ như vậy, các cái thần linh, các vị mà thần linh, các thiên thần hộ pháp á, họ mới từ đâu đó nghe tiếng trống như vậy, nghe tiếng chuông như vậy, nghe tiếng mõ như vậy, thì các vị mới trở về hộ niệm cho chúng ta, cho cái lời cầu kinh của mình được tập trung, được hiến dâng, được hiến tặng và có sự chứng giám của thiên thần hộ pháp. Cho nên chúng ta không thể đọc kinh mà thoát đi tiếng chuông, tiếng trống, tiếng mõ. Cho nên hôm nay giáo sư giảng, cảm ơn giáo sư. Thì, em có học thêm được rất là nhiều. Thì chúng ta thấy thế này là đó là dạ. Cho nên trong Phật gọi là pháp khí. Dạ. Nhưng mà không phải chỉ pháp khí trong Phật mà thôi. Trong đời sống hàng ngày, tiếng chuông, tiếng mõ, có khi không cần tụng kinh gì hết, nhưng mà nghe tiếng chuông không đó, là thấy cái lòng, cái tâm hồn mình nó khác liền. Có một cái, em vẫn có cái
cái chuông khá lớn trong trong nhà. À, mỗi tối á, mà khi mà mình thắp cây hương lên á, có khi không có đọc kinh mà gõ tiếng chuông ung đó, thành ba tiếng chuông không á, là ung thì tự nhiên cái tâm rất là thanh tâm, nó thành tâm thanh tịnh, cho nên là cái âm thanh của chuông á thì nó đi trầm thế này này. Dạ. Tiếng mõ thì nó lên xuống lên xuống lên xuống như nhịp tim của mình. Cho nên trong cái chúng tôi có thưa giáo sư Châu, trong thời gian gần đây chúng ta bước vào trong cái thời gian này đó, thì hệ thống truyền thông Calitule có một quyết định mà quý vị đã thấy trong thời gian vừa qua. Quyết định ngoài cái vấn đề di sản Việt và ngôn ngữ Việt thì chúng ta có những quyết định khá quan trọng nữa. Thứ nhất á, là chúng tôi bên cạnh thời sự, bình luận, chính trị, mà quý vị sẽ thấy có hàng loạt chương trình ra đời trong thời gian tới. Và trước mắt quý vị đã thấy thực hiện cái chương trình là gì? Là lịch sử dân tộc. Vậy khi nghe cái tin mà trong một chuyến đi từ đây xuống Nam California, nó kéo dài 6 tiếng đồng hồ, ngồi trên chiếc xe như vậy, chúng tôi và giáo sư Nguyễn Châu, giáo sư Nguyễn Hồng Dũng và Nguyễn Ngọc Mùi, khi mà bàn nhau tin tức và trong nước bỏ cái môn học lịch sử trở thành một cái môn mà optional, tức nghĩa là nhà Mỹ và ai muốn chọn thì chọn. Chúng tôi có cái thao thức là nếu mà không hun đúc được cái lịch sử trong thế hệ trẻ đó, thì hệ trẻ sẽ quên gốc, quên cội, quên nguồn và quên đi cái dũng khí, cái hào hùng của thách nhân. Nhưng mà cái quan trọng nhất phải là cái quên đó. Tức nghĩa là những người đó sẽ sống hụt chân, bởi vì giống như bèo nổi trên mặt nước mà thôi. Bởi vì không có gốc á, tất nhiên là không có căn. Mà cái con người mà không có cái gốc đó, không có quá khứ đó, thì không thể nào mà vươn về tương lai được. Dạ. Cho nên quý vị sẽ đón nhận trong chương trình Di sản Việt có thêm cái phần lịch sử dân tộc. Thứ hai nữa, chúng tôi thưa với giáo sư Nguyễn Châu, thì chúng ta có một cái truyền thống, có cái nền văn hóa dân tộc, cho nên chúng ta cũng đôi khi mà chúng ta dỡ lại cáo thơm lần dỡ trước đèn. Người ngày xưa người ta đọc sách, thưa quý vị, cho nên đọc sách thánh hiền là cáo thơm mà. Lần dỡ trước đèn là tối nằm dỡ từng trang sách thánh hiền, đọc đến nuôi cái tâm, cái trí và cái di dưỡng đó. Di dưỡng. Cho cái tâm và cái trí của mình. Thì ngày nay đó, các em sẽ có internet nhiều, cho nên chúng tôi muốn đưa cái mục là cảo thơm lần dở trước đèn, nói cái hay của các dân tộc, các vị anh hùng của dân tộc, những án văn hay của dân tộc, để cho giáo sư Châu có dịp để mà gửi đem các bài diễn văn, các bài mà giảng văn. Tại vì ngày xưa chúng ta thấy chẳng hạn chúng tôi học cái đọc thơ của Nguyễn Công Trứ rất là hào hùng, đọc thơ của Nguyễn Bình Khiêm rất là siêu thoát. Cho nên mỗi cái họ đọc thơ của Cao Bá Quát thấy một sự mà ngạo mạn, nhưng mà sự trăn trở đất trăn trở về đất nước, trăn trở đất nước, thất vọng trước dân tộc và đất nước. Thì chúng ta sẽ, quý vị sẽ sắp tới, quý vị sẽ thưởng thức, quý vị sẽ cho các con em vào trong một di sản, một lịch sử, một chữ và nghĩa, để chúng ta cùng với nhau, thưa quý vị, để giữ cái hồn thiêng sông núi, để giữ cái lửa ấm của dân tộc, tức là cái mạch tâm linh đó, giữ cái mạch tâm linh của dân tộc và truyền thống. Bởi vì nếu ngày nào chúng ta mất cái mạch mạng mạch đó đó, mất mạch tâm linh là mất hết thì mất hết. Chúng tôi xin mời quý vị cùng hợp tác. Trong thời gian vừa qua chúng tôi rất là thú vị được đón tiếp và nhận sách cũng rất là nhiều người đón tiếp. Ông Vương Hòe từ Tân Tây Lan và học giả về Hán văn. Chúng tôi đón tiếp ông Đỗ Trọng Huỳnh từ Na Uy. Chúng tôi nhận sách từ Nguyễn Văn Nhiệm từ Đức Quốc, đều thao thức về dân tộc, thao thức về đất nước. Và chúng tôi mời quý vị, trong 1-2 ngày nữa, trang web đã được thực hiện xong, trang web hiệu sách galitore.com. Chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu tác phẩm đó. Và quý vị có thể liên lạc với tác giả để đón nhận, để mua những cuốn sách như vậy. Chúng tôi sẽ mời chư vị hiền tài trên khắp thế giới này có dịp ghé qua ở Bắc Cali, trong đi du ngoạn hay thăm thân nhân, hay quý vị bất cứ ở nơi nào, chúng tôi cũng sẽ gọi đến cho quý vị để có những cuộc phỏng vấn, những cuộc nói chuyện, để quý vị
tích lũy cái điều mà mình tích lũy trong đời đó để trao truyền cho thế hệ nhỏ qua hệ thống truyền thông Calitore. Chúng tôi chỉ làm cái việc giống như nãy nói là một cô gái lái đò thôi. Chúng tôi chở cái đạo từ quý vị góp nhặt lại đó đến cho cái thế hệ trẻ và truyền cho thế hệ trẻ những cái tinh hoa của dân tộc qua sự góp mặt của quý vị. Thì được một làm được việc nhỏ, cùng nhau làm được việc nhỏ như vậy, chúng ta cảm giác rằng ít nhất ta cũng nối một cái mạch của cái mạng mạch lớn của dân tộc đến với thế hệ mai sau. Mạng mạch văn hóa, mạng mạch tâm linh, mạng mạch tinh thần, mạng mạch lịch sử, mạng mạch truyền thống của tổ tiên để lại. Và chúng tôi rất là một lần nữa thưa quý vị, nói không hết, nhưng mà chúng tôi rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Châu, giáo sư Nguyễn Dũng đã hết sức để mà lo cái giữ cái mạng mạch này cho nó còn tồn tại mãi với thế hệ về sau. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị. Cảm ơn Nam và xin kính chào quý khán thính giả. Chúng ta sẽ cùng nhau giữ cái mạch tâm linh của dân tộc. Xin chào quý vị.